xin chào quý vị. Hiện tại là Phúc đang ở một trong ba thủ đô của Nam Phi có tên gọi là Pretoria. Thì chúng ta thì có thể nhìn xem những cái hàng cây của hoa phượng tím nở tím rực khắp cả một con đường. Nhưng mà nói khắp cả con đường không thì chưa đủ. Đây là nở khắp cả thành phố. Vì chúng ta biết cái tưởng tượng đó, tất cả là 70.000 cây hoa phượng tím tạo lên một cái sắc áo màu tím của các thành phố. Cảm giác vô cùng là lãng mạn. Và khi mà chúng ta ở đây, chúng ta mới cảm nhận được hết mùi hương của hoa. Cho nên là có thể nói là một trong những cái mùa mà chúng ta đi Nam Phi đẹp nhất, đó chính là vào dịp tháng 10, khi mà những cây hoa phượng tím này nở ra như mong. Và chúng ta tưởng tượng hoa phượng tím nở những chùm rất là to như thế này quý vị ha. Nguyên một cây phượng tím cũng đầy những cái sắc tím ở của nở nở như mong. Và cho nên là nếu mà chúng ta có dịp đến với Nam Phi, hãy đến với Pretoria và hãy lựa chọn vào dịp tháng 10 để chúng ta có thể tận hưởng được hết nét đẹp của hoa phượng tím. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào.